Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay chúng em có nhận được một đơn hàng của anh Trung, Nguyễn Trung Tư đó, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Thì là bác ấy có đặt bên em là một bộ pin sạc Kiwi và bộ sạc 4 quả. Thế đây chính là một vỉ này, một vỉ 4 quả pin đó, và một bộ sạc pin của Kiwi luôn. Và anh ấy đã đặt đồng bộ. Thì thưa các bác, thì với những cái bộ sạc pin này đó, nó dung lượng lên tới là 2800 mAh. Đó, các bác có thể là hát thoải mái trong vòng 5 tiếng liên tiếp và sạc đầy chỉ trong vòng 2 tiếng các bác nhé. Đó, thì thứ nhất là nó tiết kiệm được chi phí, thứ hai là các bác luôn luôn chủ động được khi chúng ta sử dụng hát karaoke đó. Và đây chính là bộ sạc của nó, em sẽ bóc ra cho các bác này. Đó, thì đầu tiên là cái sạc của nó là chúng ta sẽ có một cái dây nguồn. Dây này nó sẽ cấp điện cho bộ sạc các bác nhé. Và chiều nữa em bóc ra. Còn đây là bộ sạc này. Đó. Đây chính là bộ sạc của nó. Thì chúng em giới thiệu qua với các bác là bộ sạc này sẽ là sạc 4 quả. Đó, và khi các bác cắm pin vào thì nó sẽ hiện đèn led ở đây nhé, thông báo. Đó, còn mã của em nó là NIMH04. Đó, đây chính là sản phẩm chính hãng của Kiwi. Đó, tất cả thông tin về cái adapter này nó đều có hết các bác nhé. Đó, và đây là sạc, đây là pin này các bác này. Đó, sử dụng rất là dễ dàng. Và bây giờ thì em sẽ test cho các bác. Test cho các bác là để cắm vào, và em đã phải chuẩn bị một quả pin rời bên ngoài này của Kiwi đó. Nên là thay vì phải bóc ra thì em đã chuẩn bị sẵn cho các bác. Đây, thì là các bác có thể để ý nhé, khi các bác sạc nhé. Đó, đây là cực dương này, còn dưới này nó sẽ là cực âm, các bác nhé. Đó, và bây giờ thì em cắm điện vào đây các bạn ơi. Cắm điện vào này. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đó, các bạn thấy không? Đèn đã lên đỏ nhá, khi nào báo màu xanh là đầy các bạn nhá. Đây là cổng thứ nhất. Đó, rút ra nó sẽ tự ngắt này. Các bạn nhìn là đèn không lên này. Đó, đã vào này. Cổng thứ ba này. Em test từng cổng một cho các bác nhé. Đó, cổng thứ ba đã lên. Đó, cổng thứ tư đã lên luôn. Đó, thì đây chính là cái bộ sạc đó, giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát lượng pin đó, mà không lo là đang hát là hết pin giữa chừng, bởi vì là chúng ta có thể thay đổi từng đôi một đó, để hát từng đôi một các bác nhé. Nếu như mà các bác muốn mua thêm thì bên em cũng bán pin rời đó. Các bác mua thêm thì chúng em bán cho bác thêm một vỉ nữa, là lúc nào các bác cũng, ví dụ như là bác Trung Nguyễn Trung Tư chẳng hạn nhé, mà bác muốn lúc nào cũng có sẵn là 4 quả pin nó đầy thì bác mua thêm một vỉ nữa, là chúng ta đầy bộ này chúng ta sẽ tháo ra và nạp tiếp một cái bộ nữa vào đây đó, thì lúc nào trong nhà bác cũng đã có pin đầy cho bác sử dụng. Và một đôi này đó, các bác hát karaoke thông thường nó được khoảng 5 tiếng đồng hồ, và chúng em đã test thử rồi nhé, được khoảng 5 tiếng đó. Thì ở đây là em đã test xong cho bác Nguyễn Trung Tư ở Chương Mỹ, Hà Nội. Thì là bây giờ thì chúng em xin phép là sẽ đóng gói sản phẩm và gửi cho bác trong buổi chiều ngày hôm nay. Em cũng cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thì hãy like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.